qua những cái video clip mà em chia sẻ với mọi người ấy, thì mọi người biết rằng là cái nghề lái xe taxi này là một cái công việc mà mình làm dịch vụ ấy, mình phải phục vụ khách hàng ấy. Thì trước khi mà đến giờ đi làm ấy là mình vệ sinh cái xe của mình cho nó được sạch sẽ mọi người ạ. Thì khi mà khách hàng người ta lên xe của mình ấy, người ta thấy xe của mình sạch sẽ thì người ta có một cái cảm giác như là nó thoải mái hơn. Bởi vì là tâm lý của khách hàng ấy là lên xe mà xe của mình nó bị bẩn, có những cái mùi hôi, những cái mùi ám thuốc, rồi những cái mùi tạp hết các thứ là họ hay chê mình. Với lại những cái người mà người ta đi xe mà hay bị say xe ấy, khi họ lên xe ấy mà có những cái mùi hôi đấy là họ rất chi là khó chịu, và nó gây đến những cái gọi chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Bởi vì là mình nắm được cái tâm lý của khách hàng, cho nên là trước khi đi làm ấy là mình phải vệ sinh cái xe của mình cho nó sạch sẽ thì mình mới tạo được những cái ấn tượng cho khách hàng của mình mọi người ạ. Hôm nay thì là một cái ngày cuối tuần ấy, ngày thứ bảy cuối tuần, thì em đang lái xe lên trung tâm siêu thị Nam Chi đây để đỗ xe ở cái vị trí này để xem có khách không. Thì cuối tuần thì người ta đi mua sắm nhiều hơn ấy, mình đỗ xe ở những cái khu trung tâm này thì nó dễ có khách hơn. Bây giờ em đã lái xe đến nơi rồi, đỗ xe ở đây để đón khách mà đợi khách mọi người ạ. Đây là siêu thị Nam Chi mọi người ạ. Nếu mà đỗ xe ở khu cổng ra này thì khi mà khách hàng người ta ra thì người ta thấy xe taxi của mình, người ta sẽ lên xe của mình thì nó tiện hơn. Nhưng mà phía trước này ở cái sân đỗ của sân đỗ xe của siêu thị thì có những cái xe nó đỗ kín hết rồi, và phía dưới lòng đường thì mình đỗ ở đấy thì nó không tiện, bởi vì nó gây cản trở cho người tham gia giao thông. Với lại hơn nữa là trung tâm siêu thị thì bao giờ cũng có đông người ra vào hơn, mà mình mà đỗ ở chỗ lòng lề đường đấy thì rất chi là vướng. Cho nên là em tìm cái vị trí đỗ xe đó là ở bên này đường mọi người ạ. Đây xe em đỗ ở đây. Đấy, em đỗ ở cái vị trí này nó không gây cản trở việc đi lại của mọi người. Hơn nữa là nếu khách hàng người ta ra thì người ta có đi xe thì người ta sẽ vẫy mình, thì mình từ phía bên này mình đi sang. Đấy, mình xin nhan thì mình đi sang. Bảo vệ của siêu thị người ta cũng không cho mình đỗ ở trên lề đấy. Cái chỗ lề đường đấy chỉ dành cho khách hàng vào mua sắm thôi. Còn phía dưới lòng lề đường thì mình đỗ xe ở đấy nó sẽ không được an toàn ấy. Đấy mọi người, em ngồi đây chờ thì đã có khách của tổng đài rồi. Đây là cái chuyến khách app của tổng đài này. Thì em vừa lấy số điện thoại của khách xong ấy, bây giờ em sẽ gọi điện cho khách để vào đón khách. Vì khách nó cũng gần cái vị trí của em thôi mọi người ạ. Anh gọi xe phải không ạ? Vâng, anh đợi em đang vào nhé. Đấy, sau khi thì gọi điện cho khách, khách báo điểm là đang ở khách sạn rất gần ở vị trí em, chỉ cách được khoảng 100m thôi. Thì bây giờ em sẽ lái xe sang bên đó để đón khách mọi người. Vâng, xem đến nơi rồi anh nhé. Thì em vừa mới gọi điện để báo cho khách hàng biết rằng là xe của mình đã đến điểm rồi và đang chờ khách ở phía dưới rồi. Thì khách hàng có trả lời là đợi một chút, thì bây giờ em đỗ xe ở đây để đợi khách. Thì khách bắt đầu ra xe của mình rồi, nhưng mà em lại không xuống mở cửa xe.
Tôi nhỏ trong vận thái nhỉ? À, vận thái à? Có cái chân sạc đấy nhỉ? Sạc của chú sạc tay xì à? Đây à? Đây vừa rồi. Vừa. Cái đây để cho nó. Xe vừa mới nhỉ? Dạ. Xe mới ghê nhỉ? Xe nâu rồi ạ. Xe giữ mới nhỉ? Thế sau khi mà khách hàng đã lên xe và mình đã gặp được khách rồi thì cái thao tác của em là phải ấn trên cái hệ thống app là gặp khách. Thì bây giờ là em đang lái xe để đến cái điểm mà khách hàng muốn đến. Đi đâu? Thế mọi người, em vừa mới trả khách xuống đây mọi người ạ. Thì tổng đồng hồ là 90.000 thôi, nhưng mà khách bo thêm cho em 10.000 là được 100 ạ. Thì sau khi mà trả khách xong thì bây giờ em sẽ phải ấn thao tác trên cái hệ thống app là hoàn thành ấy. Mình phải ấn cái app đấy nó hoàn thành để mình đón tiếp một cái chuyến khách khác, khách mới ấy, mọi người ạ. Nếu như mà mình mà không ấn hoàn thành thì là cái hệ thống app của mình nó cứ bị treo như thế, là có khách thì tổng đài cũng không điều được vào. Cho nên là mình trả khách xong là mình hoàn thành cái hệ thống app đấy. Thì như vậy thì buổi sáng ngày hôm nay khi mà ra chỗ trung tâm siêu thị Lan Chi đỗ ở đấy thì em đón được một cái chuyến khách ở gần đấy của tổng đài ấy. Chuyến khách này đã được 100.000, coi như là buổi sáng đã mở hàng được 100.000 rồi mọi người ạ. Đây là khu vực ủy ban bản phái đấy. Đường ở trong làng thì nó quanh co hơn và nó sóc hơn. Sau khi mà trả cái chuyến khách ở trong ủy ban vận tải xong thì bây giờ em đã lái xe lại cái vị trí ban đầu là chỗ siêu thị Nam Chi ấy mọi người. Thì bây giờ chưa có khách, thì trong cái lúc mà chờ đợi thì em xin chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là đi đăng kiểm xe kinh doanh. Thì đăng kiểm xe kinh doanh thì nó có hai cái hình thức mọi người. Cái hình thức thứ nhất là đăng kiểm xe của công ty, tức là xe của doanh nghiệp ấy. Nếu như mình mà là người lái xe thuê cho doanh nghiệp, cho công ty ấy, thì đến kỳ hạn đăng kiểm ấy, thì mình nên mình báo cáo cho công ty là xe đã đến kỳ đăng kiểm. Thì công ty lúc đó là sẽ có bộ phận đi đăng kiểm, hoặc là công ty nhờ mình đi đăng kiểm hộ. Nếu như trường hợp mà mình đi đăng kiểm hộ cho công ty ấy, thì công ty sẽ tự lo những cái giấy tờ thủ tục và công ty sẽ đưa tiền phí cho mình để mình đi đăng kiểm. Còn nếu như mà công ty mà không đưa tiền phí cho mình thì mình bỏ cái tiền của mình ra mình đi đăng kiểm, sau đó là mình mang cái hóa đơn về mình bàn giao lại cho công ty, thì lúc đó công ty sẽ hoàn trả lại cho mình cái tiền đăng kiểm. Còn cái hình thức thứ hai đó là mình đăng kiểm xe tư nhân, tức là xe thương quyền ấy, thì mình phải bỏ cái tiền của mình ra để mình đăng kiểm. Đấy là xe của mình mà,
thì cái đăng kiểm xe thư quyền ấy thì cần cái giấy tờ gì? Thì thứ nhất là cần cái giấy tờ là giấy giới thiệu của công ty taxi ấy, giới thiệu cho mình để lên trung tâm đăng kiểm này. Và thứ hai là cái hợp đồng thuê xe giữa chủ xe và công ty taxi. Giấy tờ thứ ba đó là cái đăng ký xe. Và giấy tờ thứ tư là cái bảo hiểm dân sự ấy, là cái bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ấy. Đấy là có bốn cái giấy tờ đấy. Thì khi mà mình lên cái trung tâm đăng kiểm ấy, thì là bên bộ phận của trung tâm đăng kiểm sẽ làm cái hồ sơ thủ tục cho mình, lúc đó là mình vào mình đăng kiểm. Thì cái đăng kiểm xe kinh doanh ấy là đăng kiểm cứ 6 tháng một lần. Đấy là đối với xe từ 1 năm trở đi. Còn cái xe mà mới vào ấy, xe mới mua xong mình đóng vào hãng mình đi đăng kiểm thì được 1 năm rưỡi mới phải đăng kiểm một lần. Thì sau từ cái 1 năm rưỡi đấy trở đi thì cứ 6 tháng một lần, 6 tháng một lần. Thì đấy là xe kinh doanh vận tải ấy, là mình đăng kiểm 6 tháng một lần. Thì cái phí đăng kiểm xe kinh doanh vận tải thì cái phí kiểm định là hết 340.000 mọi người ạ. Còn cái phí đường bộ là hết 780.000, đấy là của 6 tháng. Thì xe kinh doanh vận tải tức là xe taxi thì là cứ 6 tháng lại đi đăng kiểm một lần. Qua cái video clip này thì mọi người cũng biết là một cái buổi sáng mà trước khi mà đi làm của em ấy, thì nếu như mà cái xe của mình nó sạch ấy, thì mình chỉ lau chùi qua bên trong nội thất thôi. Còn nếu nó bẩn quá thì mình phải đi mình rửa, mình vệ sinh. Và những cái chuyến khách mà em đi đón của tổng đài đấy, rồi khách hàng người ta lên xe người ta cũng nhận xét đánh giá, người ta cũng bảo xe này xe mới. Nhưng thực ra cái xe này em đang lái này là cũng cũ rồi mọi người, không còn phải là xe mới nữa. Nhưng mà khách lên xe thì người ta nhìn người ta vẫn khen là xe mới. Và cái vấn đề nữa là em đã chia sẻ với mọi người về cái hình thức mà đi đăng kiểm xe kinh doanh vận tải cần cái giấy tờ thủ tục mà như vậy ấy. Thì cái video này em xin được kết thúc tại đây nhé. Hẹn mọi người video sau tiếp theo của em nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người nhé.